chào cả nhà nha. Hello cả nhà. Lời đầu tiên thì cho phép bốn anh em mình gửi lời chúc sức khỏe tới tất cả mọi người nha. Hôm nay thì bốn anh em mình đang xuất hiện ở một cái lùm này cả nhà. Đây là cái khu đầm lầy nha cả nhà. Cái khu này thì bảo hôm anh em mình có thả câu mồi cá chạy ở dưới đây nè. Đấy, có cái ao mà danh cấm dính cá phi á. Mồi chạy mà dính cá phi. Thì thấy mấy cái đoạn ngâu muống á cả nhà, nó bị ăn cục hết rồi. Thì mấy anh em nghĩ là ở đây sẽ có cá phi cũng nhiều quá, cho nên hôm nay bốn anh em mình sẽ đem lưới xuống đây dí bắt cái hầm này ha. Giờ anh em bắt đầu xuống lưới nha cả nhà ơi. Thì đây là tổng thể cái hầm nè. Cái hầm này thì lúc trước chỉ thi 16 á, anh em mình có giăng một lần rồi, bắt không hết cá tại nó rộng mà cũng hơi sâu nữa cả nhà. Giờ bữa nay anh em mình đem lưới xuống đây mình bắt quần nữa. Nãy giờ nghe cá lóc cái nút bên đó anh chậm cục đó đó. Mà lưới này cá bự lắm mới dính, lỗ nó hơi bự. Lưới này là lưới cá mè của anh em mình nè. Độ 8 phần hay 9 phần anh chọn? 8 phần à? Em mình sẽ đi xuống đây dí dí mấy con cá phi vậy. Dí xong thất thủ bây giờ không bỏ. Xong bữa đi quýnh lưới mà thất quá. Qua đi quýnh lưới cá sủ không có gì chứ. Đi từ 9 giờ sáng tới 4 giờ chiều ngay nước ngâm luôn mà không có. Mấy cái bụi rau muống đó đó là cá phi nó ăn cục mấy cái đọt ở trên. Để lát danh qua danh quay cái đó cho cô chú anh chị xem ha. Giờ mình sẽ bay một vòng live cam về cái hầm này với lại cái khu đầm lầy này. Sau khi mình giăng lưới ở cái ao này xong, giờ anh em mình sẽ mò vòng vòng, vừa mò vừa đuổi. Thì lưới mình sẽ giăng xéo qua xéo lại cái hầm này xong hết rồi cả nhà. Trời ơi, dính hay vậy? Miết gì vậy? Đây thì mấy cái đọt rau muống lúc nãy mình có nói nè. Cá nó ăn cục đọt nhóc hết trơn. Đây, muốn này có muốn tàu. Muốn này ăn vịt nấu chao là ngon nhất. Sợ mỡ rồi. Nhỏ nhỏ không hả? Được rồi không ha? Ồ dính nhóc dân mà coi thôi không à. Dính như cái sạc kìa nhé. Khỏe quá. Dính cá phi luôn à. Nhỏ. Nhỏ hả? Ở vừa ăn à, dục đãi đi. Nhớ không? Đục đi, hỏi em đụng cho. Dạ. Dù hàng chuối hả? Hàng lươn không phải. Phải có phi lứa. Phi lứa. Hàng lâu kiến. Dù khúc khúc rồi. Nó còn dữ lắm, nó có phi con. Dù 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 dù. Không cắm dính con bự ha.
có dùng có mấy cái dùng quá trời bự mà không có mấy quá nó con chưa mấy dùng cá bự quá. Cái này cái lát rồi nha, trời ơi kìa, lặn hơi bắt hai con, hai cái hai con luôn số một rồi. Rồi rồi sâu luôn, sâu á, sâu con bự luôn, sâu cá bự nhí sâu cá bự rồi. Ừ nè. Cái cây này hồi đó người ta gói bánh, bây giờ người ta cũng còn gói nhưng mà một số người gói thôi, đa số giờ người ta buộc dây tép. Cái lát này gói bánh dừa, bánh tét luôn nè. Giờ có ăn được cái gì? Ừ. Dính nào? Phi nó chuối anh ơi. Phi chuối gì á? Chuối vậy, khôn. Bự khôn. Không có. Cái cầu ăn. Có lông cây ở dưới. Có phi này kiếm trùng câu á. Ừ. Dính hai thì tắm lượt. Rồi. Chưa sâu. Trời, trời tưởng sâu nữa. Nè. Trời ơi, nhí lụm. Ừ, nhí kìa. Chùm 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 ngoài kìa. Quá trời có phi rồi. Không được bự. Mà không được bự. Rồi rồi. Có cái này về gỡ chứ gỡ hồi gỡ cho được nè, không gỡ. Lòng tông gì tất cả 5 6 7 8 9 10 dính như cái sặc quá hợp vậy. Ui trời ơi mà không được bự quá. Quá xá rồi. Nhí kìa. Quá trời nhí. Nắng đâu cột anh Trâm. Cột. Dở luôn anh Trâm ơi. Anh Trâm. Dở luôn. Dạ. Ồ luôn rồi. Cái này mà con nửa ký chứ không biết nhiêu ký nói à. Mình ơi, quẹt cũng đắm đuối á. Nửa ký á. Cua nó nhí. Lại mở cái đầu cây nữa ra, hồi tía bắt đây chị vòng qua lại cái là có là nó dính. Tầm. Hả? Lắc đầu, lắc đầu. Dính đám chà gì vậy? Cá. Trời ơi. Bắt kỳ. Bắt kỳ à? Ai cho vô luôn đi. Trời ơi nó còn ục kìa cả nhà. Rồi nó đi luôn rồi, lưới một đi luôn. À. Cá còn ục nè. Mà ao này rộng quá. Bắt cá nhỏ nhỏ cũng nhỏ nhỏ không, phải có bự anh em mình quần thêm xíu nữa. Quá ẻ. Hết biết rồi. Này còn hơi cái sặc quá hơi kìa. Sặc đâu dữ vậy? Trời ơi đâm lưới rồi. Cái nó dính rồi kìa. Cái này ít có người văng á kìa. Để xuống nó dạng lưới nè anh Trọng. Chứ mình văng gì rồi mốt mốt là lâu dữ lắm mới văng lại. Văng lại nó ít dính lắm. Nó phù. Giá mấy cá bự lần trước anh em mình văng nó đẻ mày này mày lứa lắm mà. Ừ. Ồ, còn cá bự nhiều. Quá.
mấy chục con rồi. Đi hồi đạp nó bự cá chạy lên phụ. Ok kìa. Thao kìa. Phải đánh lướt cái sủ dính gì cũng đỡ. Nhưng đó cái sủ nó ghê ghê. Đó. Bực. Chạy vỏ hả? Mở đầu cây dưới. Lùi. Cái vỏ à? Cái gì? Cái vỏ. Cái vỏ à? Lùi xình non quá, lùi. Cái này xình lúng quá. Mở đầu cây đó chẳng. Đây thì mình tay thì mình chịu xiên chút xíu à. Đó. Cẩn thận ơi. Ơi, bên đây hơi trọng trọng à. Khá hơn nãy. Quá dính rồi Khỉ ơi. Chìm thao quá. Biết thao thì đừng hết không nữa nè. Đậu vô. Có nè. Trọng phái. Này sẽ khô anh Trọng ơi. Ừ, này sẽ khô ngon. Ừ. Ăn gì nổi. Quá rồi. Đó kìa. Lẹ dính thao Khỉ ơi. Chìm. Dính thao. Dính cái thao nè. Vậy. Dính cái thao đây. Chìm á. Chìm. Hết biết cá rồi. Con này nó còn ngoài còn hơn rồi cái gì nữa. Không có con này bự nè. Ủa. Ừ con nó bự á. Hết hồn cá. Cái sủ dính vậy nấu gì nữa. Giờ này anh chọn chạy xe hơi không. Cái sủ mắt mà dính cái này anh chọn chạy xe hơi không. Ừ, cạnh bên đây dính nhiều hơn. Nó có con muốn, bên đây nó hơi trống. Còn đường của nhí hả? Ừ. Như đâu đó. Nó ở dùng ngoài này đã thôi kìa. Một chùm kìa. Con cá bự nhất nãy sâu rồi. Nhí sâu là trúng à. Thào cá. Rồi giờ gỡ ở đâu? Đem nhà gỡ, gỡ đây. Gỡ luôn đi. Gỡ đi. Vàng. Nặng gì. Hai người khiêng luôn. Hai tí con khiêng về. Về nhà mình gỡ sao. Quá chừng à. Đắt về nhà danh sẽ quay thành quả nha cô chú anh chị. Về ở cá phụ mấy anh em. Nhanh nhanh mình làm bữa cơm sáng. Quá trời bữa nay. Có nửa thao này không?
giảm cỏ nó đẹp chèm. Nếu mà giăng hai chập chắc trên thao. Giăng chập sao ít chín nè. Xem nhát lưới. Nhát lưới. Nhát lưới nhưng mà quậy chút xíu rồi nó vô. Con này cả nhà. Nó nằm người sắp lớp dưới này nè. Trời ơi. Quá chừng rồi. Phải vậy đi săn vậy đó. Chúng thắt. Chừng nửa tiếng đồng hồ mà nhiêu cá này, có khi một đi một ngày trời đi quay 3-4 chủ đề nhưng mà không có được clip nào. Nghề giống như nghề săn bắt nó vậy á. Lúc cá ăn không hết, lúc kiếm ăn không ra. Này dám có cả chục lắm mà Khê ơi. Ngọc thấy phái rồi. Bữa nay đi đến lưới mới về nhà gỡ luôn. Đi lưới mới về nhà gỡ luôn rồi, hiểu rồi đó. Cái này biết sao không? Sẽ khô quá chị Ngọc. Ừ sẽ khô để dành chiên cơm ngon. Chiếc này ăn gì hết. Chiên ngưỡng mới mới muối sớ. Ừ chiên ngưỡng mới mới muối sớ ớt sẽ khô phơi nắng á. Quá trời cá. Trắng nha. Cá phi một nắng. Ừ, cá này cũng trắng. Cá phi một nắng. Này còn nửa ký dám có cả 20 ký. À, chứ hết đâu. Trên ha. Nếu mà nửa ký chắc cả 40 ký. Tại cái đầu con cả 70 con á. Để hồi biết thử biết. 70 lít á. Nhiêu con chậu? 8 mấy con. 82 con. 82 con hả? Ừ. Ít mà. Trời ơi. Nói 100. Có một dạo một. Một dạo lưới 182 con cá cả nhà. Cái này mà nửa ký nữa, cái không phải lớn lớn thôi là cũng là gần đầy rồi đó. Ừ. Này như cân thử là được chục hả? Cái lứa không à. Mặn sẽ khô để dành ăn từ tháng mưa. nhiều khi mưa đi chợ cũng được, chiên đem ra chiên ăn cũng được. Mười ký đúng. Thao nửa ký vậy? 9 ký rưỡi. Ờ rồi. Rồi em mà mận mớ để mình chiên mình sốt cà nha cả nhà. Mận mớ sẽ anh em chia ra về sẽ khô ăn đi. Mận mớ coi. Cá mình đi giăng lưới về mình làm sạch nha cả nhà. Thì hôm nay mình làm cá phi chiên sốt cà. Đây có cà. Giờ ăn kèm là rau lan. Chiên cá. Cái này bí. Lan này ta trồng ăn đọt. Hoa lan này đọt này ăn ăn sống cũng được nữa nè. Cá kho tương hay kho lạc vậy. Nó nấu chua ngon lắm. Nấu bên chua bữa hôm nấu rồi đó. Đúng không? Bữa hôm mình nấu đúng không? Ừ bữa hôm có anh. Bữa nấu bên chua đọt lan nè. Cái này cắt cái này hơi lố quá rồi. Hơi già phải không? Càng có 1 phút thì còn 1 phút bỏ. Cái này đem trồng sống nè. Sống. Mình chuẩn bị chiên cá để mình làm bữa cơm sáng nha cả nhà. Thì có rất nhiều anh em hỏi sao mà anh em mình không nhậu nhìn giống BD quá. Thì anh cũng giải thích thêm luôn là sáng sớm mình đi rồi, mình đi bắt cá lúc 6 giờ sáng, giờ về tới nhà là 8 giờ. Sáng sớm mà nhậu vô cũng dội lắm anh em ơi. Thứ hai anh em mình ăn rồi anh em mình đi làm đi. Mình thì mình ăn xong rồi mình đi làm nữa, bữa nay mình đi đánh lưới với anh Trọng bữa nữa. Bữa nay cũng nguyên ngày luôn á. Ngày nay ngày mai nữa. Ừ. Bởi vì mình nhậu á thì nhiều khi buổi chiều này nọ thì anh em mình cũng có like gai, cũng có nhậu quay video lại, nhưng mà kiểu sáng sớm kiểu này mà đưa vô là giỏi lắm. Đám tiệc rồi, ráng sáng bớt bụng ngủ. Sáng hút vô một ly chứ. Ừ. Rồi, sáng em giỏi, sáng nhậu sớm em bị giỏi. Nó lạnh tanh nè. Ừ. Trong bụng mình chưa có gì nhậu. Chiên sốt cà.
dính luôn ba con. Viên mình bỏ vô một xíu bột ngọt á, cá nó không dính chảo. Ngọt nhưng mà vô đây nó không có tan nha. Cá bao la chết mà ăn. Dầu cháy tỏi với dầu mình xào cà cho nó như như trước. Anh xào cái ấy trước đó nha, anh xào cái bự trước á. Xào cà bự như trước đi. Mỡ cà nhỏ cắt một lũ. Phải gỡ mấy cục bột ngọt này nhé. Nó kết kết lại nè. Mấy cục bột ngọt đó mình gỡ ra cái nè. Lũ à. Cà hột lũ, cà hột lũ nãy hỏi ra màu đẹp lắm anh chồng. Ừ. Thích cà. Cho gia vị vô mình nêm cái nè, thì có hạt nêm, miếng bột ngọt, miếng đường, cầm muối, mắm vô đi, mặn lạc chứ. Nửa chai hả? Vâng. Nửa chai. Vậy? Xíu nữa anh. Nửa chai hơi đậm đặc. Cà này nó chua mà, không sao đâu, không có mặn đâu. Chắc hơi ít chút mắm. Để nêm đi rồi thử rồi. Bỏ hành vô. Thấy luôn ạ. Trộn cỡ đều lên, mình sốt lên cá chiên rồi. Chặt sáng no. Nửa tiếng đồng hồ 80 mấy con cá phi. 82 con hả? 82 con. Dữ dằn. Đây cả nhuyễn. Ăn chín hả? Chín rồi. Ok, tắt bếp mình rồi, sốt vô. Vô. Sáng là cái sáng là một ấm áp nè. Thôi thôi. Đậm đặc luôn rồi. Wow, nhìn cũng đặc sắc quá nè hả? Hấp dẫn nè. Hấp dẫn. Ây da, phụ em khứa ơi, nóng. Ây da. Như cơm sáng đơn giản. Cái này mình của anh em mình. Cà phê sút cà. Cà phê sút cà. Bẻ em hả được. Bẻ em hai như vậy, đúng rồi. Mình ăn cái một dĩa thôi anh. Ừ. Cũng dĩa chừa lại cho anh Nhiên gia đình đi. Ăn dĩa này ăn đi. Ăn này đó em ơi.
Trang dùng miếng cà như này. Miếng trắng. Đây em Trang cà á. Chặt cà nên mình không có nước nhiều nha cả nhà. Khi nào mình kho lại cà dừa nước nhiều. Sáng làm được có giờ khoảng một tiếng đồng hồ, gạt chục tí 82 cái mì dính như cái sạc ghê, dính như nhiều cái sạc nhiều quá, cái sạc quá hổm, nhiều cái sạc quá hổm, chỉ dằn thiệt. Thay mặt bên em chúc cả nhà thật nhiều sức khỏe, mời cả nhà ăn cá phi sứt cà với anh em nha. Làm sáng đi. Làm bữa cơm chua, chua chua không, sáng làm miếng cà thì dính da. Sao kìa? Chua chua. Ngon. Mà không hôi. Không hôi anh ơi. Không hôi. Không, tại vì cái lượng mưa nó nhiều. Mưa có nước mưa nhưng mà cá này ăn không ngon bằng cá với cống đâu. Đúng rồi. Cá không béo bằng cá với cống. Cá này nó không, nó không có một miếng béo luôn. Nó ngọt thôi, ngọt thôi. Tại vì cái ao này nó cũng hơi tù. Mà nhà mưa không mưa nó hơi cỏ dữ lắm à. Đúng rồi. Không mưa hơi cỏ. Tại vì không có nước ra nó vô chứ. Đúng rồi. Thật sự mà nói là cá này ăn không ngon bằng cá với cống. Đúng rồi, chính xác. Không bằng cá đâu. Tại vì lúc nào nước ra nước vô nó cũng ngon chứ. Cá phi này thịt nó hơi chắc thiệt nha, nhỏ mà chắc nè. Hay tại mình chiên nó chắc thì mình không biết nha. Chứ không phải mình kho như cá mình bắt với cống, nhưng mà thịt nó thấy hơi cứng nha. Kho cá với cống kho nó hơi mềm. Hơi mềm, có cái độ ngọt. Mà nó không có chất có ăn gì béo nhiều nha, nó vừa thôi, nó không bằng cá cống. Tại vì mình dòm con cá nó cũng mập nè, chứ không phải nó mập đâu. Tại vì trong đó cái lượng nước là chỉ chờ trời mưa thôi, chứ nước sông đâu có vô người ta. Đúng rồi. Thấy không? Nó vô nhiều nhiều, khi nào nước rông lắm nó mới vô. Vô. Sạc lắm ha. Vua ngọt ngọt. Anh em mình cũng nói thiệt là ăn sao mình cảm nhận vậy. Lộn nó béo, nó béo. Béo thì các cá đầu thiên nhiên rồi nó vô ga nước ấy nó mới béo. Còn như nhiều khi cái kinh quá cá cũng không béo nữa. Đúng rồi. Đó mình bắt dưới kia đó anh. Đúng rồi. Nó vô ga vô ga nó ngọt thì nó béo. Có ngọt thiệt nhưng mà nó không béo. Béo là từ khi cá thiên nhiên ngoài sông hoặc là cá nuôi là béo nhất. Con cá nuôi á, cá phi này mà con cá nuôi là béo nhất. Không ăn cá cái cống bự hổm mà béo á. Trong mấy hầm ta nuôi cá cha vậy. Nuôi tôm rồi đó. Cá đó con cỡ 1.5 kg. Đem về chân tương á. Chân tương. Chân tương với sốt cà này, mấy cá bự sốt cà cũng ngon lắm nha. Đúng rồi. Ăn cà đi cho nó đẹp da. Với tốt bao tử nữa. Mình đi lưới hoài cái da xấu quá. Cà vô cho đẹp. Cho nó bóng bóng rồi ha. Giăng nắng rồi ha. Bữa nào xuống sông mò lại. Lâu dữ lắm không đi mò. Vài bữa nữa hả? Hai bữa nữa hả? Thử rồi sao xuống sông thử. Hai bữa nữa mình mới mò cả 5 giờ rồi. Tại vì nước sáng nó có sát à. Vừa 6 giờ là nước vừa dẫn lớn. Coi chừng nếu say lại ngày mai cũng chừng nha. Ủa anh em mình xin dừng video tại đây nha cả nhà. Xin chúc tất cả mọi người có thật nhiều sức khỏe nha. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn ở những video tiếp theo nha. Bye bye.